Hello, cô Tony. Tôi là Gino Tống. Hiện tại Gino đang có mặt tại Z Factory ở Tây Ban Nha. Gino vừa chọn cho mình được chiếc đồng hồ Z Sock mới nhất là Z Steel. Cảm ơn cô Tony rất nhiều và hy vọng sắp tới Gino và Casio Anh Quê sẽ có dịp hợp tác trong các dự án tiếp theo này. Z